Lồng chim cu gáy quả đào mặt cắt chạm hoa mai tứ quý và nóc ở trên, cùng toàn bộ cái phần nan này mấy em sẽ sử dụng nan lụi nhé. Đây, quá là đẹp cho một cái bộ lồng mai tứ quý này. Với toàn bộ cái phần cửa phía trước là bên em chạm bằng gỗ mun. Em lồng này sẽ là size 32 cm nhé. Với chiếc lồng này thì anh em trưng ở kệ hay là mình treo trang trí đều rất là đẹp. Có thể anh em không nuôi chim nhưng mình có thể sở hữu những chiếc lồng này để mình trang trí vẫn quá là đẹp luôn nhé. Đây, chiếc lồng này sẽ đồng bộ toàn bộ là nan lụi và nóc phía trên. Mẫu này thì em có cả nóc mây nhé. Đấy, với cái nóc nan lụi này sẽ mắc hơn này, mắc hơn nóc mây. Đấy, rất là đẹp cho một cái bộ lồng mai tứ quý này. Anh em yêu thích thì hãy liên hệ ngay với siêu thị lồng chim nhé. Em này thì đặt, bây giờ anh em đặt thì sẽ kịp Tết đấy ạ. Còn nếu anh em đặt muộn hơn thì chiếc lồng này hoàn thiện không kịp Tết đâu. Bình thường làm khoảng tầm 20 ngày hoặc là đến một tháng thì xong lồng cơ. Đấy, quá là đẹp luôn, size 32. Cái mẫu lồng này thì em có thiết kế hai lỗ được tự ăn hai bên này. Chiếc lồng thì sẽ kèm theo một cái giỏ sóc thóc xinh xinh ở phía trong nhé. Ok, ngoài ra thì bên em còn rất nhiều các mẫu lồng khác nữa. Anh em yêu thích thì nhớ follow kênh để cập nhật thêm các mẫu lồng mới tại siêu thị lồng chim nhé.